Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh của Luột Máy Cưa. Hôm nay cửa hàng chúng em lại lên video bán hàng thanh lý đây anh em ơi. Đấy, lâu lâu cửa hàng chúng em cứ làm một cái video bán ưu đãi cho anh em. Đây là tất cả các sản phẩm mặt hàng của bên em. Bên em lại quay video bán cho anh em thanh lý cho anh em cái lô này đây anh em. Lựa ra những cái sản phẩm mà máy mà chất lượng dùng ok. Đấy, giá thành công ty đang hỗ trợ giá nên là để cho anh em cái giá rẻ mạt luôn anh em. Hôm nay có một chiếc bình điện này giá rẻ bèo luôn, 3 chiếc máy cưa, 4 chiếc máy cắt cỏ anh em nhá. Đấy, đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ N. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8. Anh em lưu ý hiệu em nhá. Ví dụ anh em ưng cái con nào rồi thì anh em chỉ bảo là anh muốn mua cái N mấy giúp em là được. Và gọi thẳng trực tiếp vào số điện thoại cho em, đọc cho em xin thông tin địa chỉ, em sẽ ship đến tận nhà cho anh em, không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu. Đấy, anh em xem video cứ mua bán của em rất là vô tư và thoải mái luôn anh em. Rồi, và đây là tất cả cái tờ giấy này, em đã đều ghi giá thành ở đây rồi. Đây là giá này em công khai giá luôn nhá, chứ em không có mập mờ giống như kiểu shop khác. Em công khai giá luôn và bên em hoàn toàn bao ship với cái giá này, hoàn toàn miễn phí vận chuyển cho anh em rồi, anh em không mất kỳ bất kỳ thêm chi phí phát sinh gì nữa cả. 590k giá bao ship luôn. Đầu tiên là một chiếc bình điện 20 lít hàng Kubota, hàng của Thái Lan anh em nhé. Đấy, hàng 20 lít, hàng rất là xịn sò và chất lượng này, bình màu xanh cho anh em luôn. Đó, và dòng này này, nó có cả cái nắp ở đây để cho anh em này ẩn cái phần công tác này, volume này. Đó, anh em nghe thấy tiếng kêu chưa? Và đây là cục sạc, đấy, sạc bình. Con này thì nó sử dụng là cái bình ắc quy, bình 9A anh em nhé. Bình 9A, đây cái bình này, cái này có thể tháo ra được, tháo để lấy được cái bình ắc quy ra. Ví dụ anh em không có xịt thuốc nữa, anh em cạy cái này ra giúp em này, rút cái bình ắc quy ra được. Rút cái bình ắc quy ra được để anh em mà thắp điện này, thắp đóm gì đó thì xử lý qua chế cháo, qua việc khác thì vẫn vô tư nhá. Chứ không giống như ở những cái bình ngày xưa thì không thể tháo cái bình ắc quy ra được, còn cái này thì có thể rút ra được anh em nhá. Đây. Bên trong này, bên trong của nó thì nó rất là nhiều phụ kiện kèm theo, như kiểu là cục sạc này, cần xịt này, cũng như là bếp xịt này. 590k cho anh em, bình là mới đét 100% luôn, cho anh em về sử dụng xịt thuốc sâu, xịt thuốc cỏ đồ đinh tinh. Cần một chiếc cái bình mà giá thành nó hợp lý mà về xịt thuốc cỏ. Nói chung là cửa hàng chúng em đang bán cho anh em về giá thanh lý thôi, chứ còn ngoài cửa hàng người ta bán con này khá là cao. Ngoài cửa hàng đang bán cái bình này 700-800 là bình thường, không có giá 590.000 này đâu. 590.000 em còn bao ship cho anh em, đã tiền ship bây giờ cả 70-80 một cái bình điện này rồi. Đấy, nếu mà em ship về bưu điện em là lấy rất cước rất là cao. Đấy, thì con bình điện này không đáng là bao nhiêu cả anh em. Anh em nào mà xem được cái video này thì chốt lẹ luôn anh em nhá. Đấy, cái bình điện này đầu tiên là thanh lý 590 nhá. Rồi, thanh lý tiếp theo là một chiếc máy cưa xích để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác, cắt hạ gốc cây. 1.150.000, anh em thấy ok chưa? N2 nhá. Ví dụ anh em muốn mua cái con này thì anh em chỉ bảo là anh muốn mua cái N2 giúp cho em nhá. Giá thành là 1.150.000, bên em bao ship cho anh em luôn. Lam 55cm, khá là dài để cho anh em về cắt hạ gốc cây đấy. Hàng này là cân nặng tầm 6kg nha anh em nhé. Có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em luôn. Có hai ốc chân lam vận trực tiếp bằng khóa 13 này. Nòng là 45mm, công suất là 54cc. Lam dài 55cm, về phù hợp cắt những đường kính khúc gỗ khoảng tầm 30-40cm đổ lại, về khai thác gia đình hoặc là khai thác tầm trung nhá. Máy chạy nổ rất là bo luôn, máy khỏe nha anh em nhá. Em bao ship với cái giá này luôn. Bên dưới này là đổ xăng pha nhớt của em này. Bên trên này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích, cái bơm trơn lam xích ấy. Cái nhớt để bôi trơn lam xích này nó tự động nhá. Tự động, anh em chỉ cần đổ vào đây đầy cho em là nó sẽ tự động, nó sẽ có cái bơm của nó sẽ hút ra nó làm bôi trơn cái lam xích này đây. Rất là công năng, rất là tiện lợi nhá. Anh em lưu ý của em này, bên trên này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này, còn bên dưới là đổ xăng pha với nhớt nha. Xăng pha với nhớt hai thì hộ em ạ. Đấy, 1.150.000 cho con N2. Rồi qua con N3 này là một chiếc máy cưa mini, hàng nhỏ gọn. Anh em nào lớn tuổi rồi anh em cần một chiếc máy nhỏ để cho anh em cắt cành, tỉa nhánh leo trèo trên cao hoặc là cắt tỉa gia đình thôi. N3 1.250.000 nhá. Lam dài 30cm này, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, có thắng xích khóa xích này. Bên trên này là đổ xăng pha nhớt này, bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này. Anh em lưu ý của em nhá, đây nó có ký tự này, đây là cái phần
đấy, nhìn cái mắt xích không, là đổ nhớt để nó hút ra bôi trơn lăm xích. Còn cái này là có cái bình xăng là xăng pha nhớt là đổ bên trên đấy. Cái này này cũng là tự động luôn, chỉ cần đổ nhớt vào đây sẽ tự động nó hút ra để bôi trơn cái bộ lăm xích này. Con này hàng thì là mini cho nhỏ nhẹ cho anh em leo trèo trên cao cắt cành cành nhánh, giá bán 1.250.000 đấy. Con này nặng 3 kg thôi anh em. Có anh em nào mà lớn tuổi rồi ấy, thay vì bây giờ anh em cần một chiếc máy cưa cưa tay ấy, anh em đi cưa cái cây thì nói chung là nó rất là mệt đúng không, hoặc là anh em nào mà giờ xài cưa điện ấy, thì nó không được bền, làm con cưa xăng này này khỏe, giá thành vừa phải, 1.250.000 bây giờ nó quá rẻ đúng không anh em. Và bao ship cho anh em nữa đấy, tính là máy chả đáng bao nhiêu cả, sử dụng háo chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 này, rất là nhỏ nhẹ anh em về cắt cây cắt cành tỉa nhánh ấy thì nó rất là hợp lý, cắt những đường kính gỗ khoảng tầm bằng cái phích nước đổ lại là ok đấy, cái đường kính khúc gỗ bằng cái phích nước đổ lại là ok anh em nhá, anh em lưu ý hộ em nhé. Đấy rồi, giờ cho anh em nghe qua đi. Đó, 1250 bên em bao ship, dòng này là hàng mini, anh em nào mà không đeo được, không cầm được máy to thì có thể làm con mini này về mà xài, rất là nhỏ nhẹ. Hoặc là anh em nào đã có máy to nhà mình rồi, làm một chiếc con nhỏ nhỏ này về mà xài anh em ạ. Bởi vì dòng này á chỉ có bên em mới bày cho anh em cái giá này thôi, còn nếu mà anh em ra cửa hàng em đảm bảo luôn phải 2 triệu một con này, không có cái giá 1.250.000 đâu. Đấy, và bên em dòng này nhá, bảo hành 6 tháng, lỗi một đổi một trong vòng 1 tuần. Cứ yên tâm, tất cả máy cửa hàng chúng em bán ra đều bảo hành 6 tháng cho anh em, nên là anh em mua bán rất là yên tâm đi, không có vấn đề phải lăn tăn gì cả. Đấy, máy móc khi mà anh em lấy của bên em sẽ kiểm tra hàng và máy móc ok em đi đóng hàng ship đi cho anh em nhá, nên khỏi phải lo. Đấy, qua con N4 này, qua con N4 này đấy thì con N4 này thì nó là hàng chất lượng hơn, hàng cũng là máy to phân khúc lớn để cho anh em chuyên về sử dụng cắt hạ gốc cây, sử dụng khai thác. Con này cân nặng khoảng 6 kg nhá, hàng này thì nó là hàng xịn hơn để cho anh em về sử dụng nhiều. 1.500.000 cho con này, lam dài 55 cm, công suất là 54 cc, cân nặng 6 kg, về phù hợp cho anh em cắt cái đường kính gỗ khoảng 30-40 cm đổ lại. Lỗ hợp kim nhôm này, sử dụng lỗ bô ba cửa xả luôn, có tích hợp chụp giật trợ lực này. Nếu công năng của nó nhá, sử dụng háo chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13, và dòng này thì nó là hàng bảo hành 6 tháng cho anh em, lỗi một đổi một trong vòng 1 tuần, hàng dùng rất là ok và chất lượng anh em nhá. Ngoài cửa hàng em đang bán 2.500.000, nhưng mà hôm nay cửa hàng chúng em xả thanh lý cho anh em 1.500.000 con này thôi đấy, để cho anh em về sử dụng đấy. Hàng máy mới tinh 100% luôn nha, đây đều là máy mới tinh luôn, chưa có ai sử dụng đâu, nên là anh em cứ yên tâm về mà xài. 1.500.000 cho con N4. Ok chưa ạ? Rồi, em cũng giới thiệu sơ qua cách sử dụng. Bên dưới này là đổ xăng pha nhớt này, anh em cứ kỳ thấy ký hiệu cái bình xăng cũng như là nó có cái giọt nước ở đây này, là xăng cộng với nhớt đó. Còn bên trên này này là cái đỉnh hút ra để bôi trơn lam xích, anh em lưu ý hộ em nhá, cái này là hút ra để bôi trơn lam xích này, anh em đổ nhớt vào cho em, đổ đầy vào đây nó sẽ tự động nó hút ra, nó bôi trơn cái bộ lam xích này, nên là cứ khỏi cần phải lo đi đó. Dòng này dùng rất là ok, sử dụng ngon lành, 1.500.000 cho con này đấy. Và anh em lưu ý hộ em nhá, em giới thiệu sau đây toàn bộ là hàng máy mới tinh 100%, nên là anh em cứ yên tâm đấy. Và đây là 4 chiếc máy cắt cỏ này, em sẽ giới thiệu cho anh em. Đầu tiên là một con N5, là một con màu 36 ly, nòng 36 ly, máy mới tinh 100%. Đây, bịch bóng còn nguyên đấy anh em, thấy không, bịch bóng còn nguyên, máy mới tinh luôn nhá. Con này cửa hàng chúng em xả cho anh em 1.400.000 cho con máy cắt cỏ này. Đây, hàng này để cho anh em về vừa phát dao được, vừa phát cước được, hoặc là anh em mua về cho phụ nữ người ta đeo, người ta sử dụng ấy, cho nó nhẹ nhàng, cân nặng khoảng tầm 5.5 kg thôi. Con này lấy sẽ tặng kèm một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề, 5 món phụ kiện sẽ kèm theo, và hoàn toàn bao ship cho anh em với cái giá này luôn. Em khỏi cần phải lo nhá. Có tum côn, là sử dụng tum côn lớn này, hàng nó làm thiết kế rất là dày dặn và chất lượng. Phần cùm cần anh em nhìn đâu, làm bố con ốc khá là to, rất là bền. Chắn cỏ to bản này nhá. Đầu bò là đầu bò dày dặn chất lượng rồi. Đấy, N5 1.400.000 thôi. Con này nòng 36 ly, công suất là 33 cc, cân nặng 5.5 kg. Đặc biệt nó là sử dụng lên chế xịn cho anh em rồi, nên là nó hốc xăng như người luôn. Con này ăn xăng một ngày hết 2 lít thôi. Đấy, cam kết anh em nhá, một ngày ăn hết 2 lít xăng thôi. Và đặc biệt này, dòng này em bảo hành 6 tháng, lỗi một đổi một trong vòng 1 tuần. Hàng máy cắt cỏ để cho anh em chuyên về sử dụng cắt cỏ gia đình đấy anh em. Đấy,
hoặc là anh em khu vực miền Bắc muốn về cắt cỏ bờ ao, cắt cỏ bờ ruộng thì lấy con này cho nó nhẹ nhàng cũng được, hoặc là anh em mua về cho phụ nữ người ta đeo ấy, thì làm con này nó cũng ok mà. Đấy, em nổ cho anh em nghe luôn nhá, để anh em nghe trải nghiệm đây. Hàng Fukiwa FVK330, một củ tư cho con N5, anh em về cần nhu cầu thì có thể lấy con này về mà xài anh em nha. Đấy, rồi qua con N6 này là một con máy hàng chuyên để cho anh em đập phát cước rẫy nương nhiều. Con N6 và con N7, hai con này nó cùng một mẹ đẻ ra. Con N6 này là 1.950.000, con N7 là 2.1 triệu. Tại sao hai con nó giống y hệt nhau nhưng mà lại khác số tiền? Thì bởi vì con này là hàng 541, con này là dòng 543, con này là nòng 40mm, con này là nòng 41mm nhá. Đấy anh em để ý hộ em này. Đấy, con này là nòng 40mm, con này là nòng 41mm. Hai con nó chênh nhau đường kính chạy bít tông, nó to hơn một tí xíu. Đấy, con này to hơn một tí xíu này, con này nhỏ hơn một tí xíu này. Đấy, còn máy tổng thể nó nhìn khá là giống nhau, bởi vì nó sử dụng đều là tay ga cải tiến của Nhật rồi này. Đầu bò là đầu bò chống cuốn dây, hàng khá là xịn luôn. Đấy, ống cần ống kiếc này. Đây, bên trên này nó chỉ một là con 541 và một cái là G543 thôi. Tung côn vẫn đặc biệt sử dụng tung côn lớn. Con này là 1.950.000, hai con này thì đều bao ship cho anh em và tặng kèm một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chấn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. Đây đều là mẫu sản phẩm cho anh em chuyên về đập phát cước rẫy nương nhiều hoặc là phát thuê phát mướn nha anh em nhá. Với cái giá thành như thế này ấy, thì em đảm bảo luôn nếu mà anh em đi về phát thuê phát mướn nhá, chỉ mấy ngày là lấy ra được vốn thôi, đúng không? Đấy, giá này quá là ok luôn. Ngoài cửa hàng đang bán hơn 3 triệu một con, nhưng mà hôm nay em thanh lý cho anh em là hơn 2 triệu thôi, trên dưới 2 triệu. Đấy, chân chống là chân chống sắt đầy đủ này, chứ không phải là chân chống nhựa đâu nhá. Và dòng này bao lợi xăng luôn. Hai mẫu này nhá, ăn một ngày hết tầm khoảng 3 lít xăng thôi, 3 lít xăng sử dụng. Còn nếu mà anh em xài ít thì tầm khoảng 2 lít rưỡi xăng một ngày. Đấy, bởi vì hai con này nó đều tích hợp cho anh em là bộ chế hòa khí là chế xịn rồi, nên là nó tiết kiệm xăng vô cùng luôn anh em. Và dòng này khá là ok và em đã bán rất là nhiều rồi. Anh em khu vực Tây Nguyên người ta về sử dụng dòng này rất là nhiều luôn anh em. Dòng này anh em khu vực Tây Nguyên lấy nhiều lắm rồi, có người còn lấy 5-6 cây liên tục cơ. Đấy, nhưng mà cửa hàng ở bên trong ấy thì người ta bán cho anh em giá rất là cao, không có cái để cho anh em cái giá này được. Nên là anh em toàn đa số liên hệ cho cửa hàng chúng em sẽ ship vào cho anh em. Đây là anh em xem được cái video của bên em ấy là một cái duyên đấy anh em. Anh em mua bán của bên em ấy, anh em gặp được đó là cái duyên đấy. Đấy, thì anh em cảm thấy mà ok ấy, đang cần tìm máy mà về đến nữa mà phát cỏ nhà mình ấy để phát cước ấy, thì lấy con cho nó hợp lý. Đặc biệt có tích hợp chụp giật trợ lực nha, nên là nó rất là nhẹ nhàng. Rồi em giật con N7 cho nghe luôn nha. Con N7 là 2.1 triệu này. Đấy, hai con chênh nhau đường kính chạm bít tông 1mm. Nếu mà anh em muốn khỏe thì lấy con 2.1 triệu này về mà xài thì nó khỏe hơn. Chụp giật trợ lực này. Đó, nghe tiếng máy nổ êm hơn nhá. Đó, 2.1 triệu cho con N7. Vâng, và cuối cùng trong lô ngày hôm nay này là một chiếc máy N8, là một con máy nòng 44mm. Hàng này thì hàng siêu khủng long rồi. Nói chung là đại đa số là anh em nào mà cần một chiếc máy hàng quá là khỏe thì anh em tham khảo cái mẫu này là cuối cùng của bên em, là máy lớn nhất của cửa hàng chúng em rồi đấy. Nòng 44mm, công suất là 53cc, hàng Kaiper TG53 nhá. Dòng này thì nó là 2.7 triệu, nhưng mà ngoài cửa hàng ấy giá đang con này đã đang tầm khoảng là 3.5 triệu, 3.5 triệu một con, nhưng mà hôm nay cửa hàng chúng em là bán 2.7 triệu thôi. Tay ga cũng là tay ga cải tiến, đầu bò chống cuốn dây, ống cần dây 28mm. Đấy, ống cần 2mm nhá. Ốc đều là ốc to rồi này. Tung côn lớn hàng TG53. Kaiper hàng ngày nòng 44mm nha, để cho anh em về phát rẫy đường, phát thuê, phát mướn, phát khoán, phát cước, chuyên đập phát cước hoặc là cày sới đất. Đấy, cày đào rãnh rồi lùi lùi tinh ấy. Thì lấy cái con này thì hàng quá khỏe này, con này nặng 8.5 kg luôn nha. Khỏe lắm. Đó. Vừa rồi em đã
giới thiệu cho anh em này tổng cộng là 8 mẫu máy. Có cả máy cắt cỏ, có cả máy cưa và có một chiếc bình điện. Anh em ưng cái mã nào rồi ạ thì gọi ngay cho bên em để đặt hàng nha anh em nhé. Cho em xin thông tin địa chỉ số điện thoại thì em sẽ ship đến tận nhà cho anh em luôn. Máy đúng cam kết như trên video anh em nhận hàng hộ em. Đó, và bên em hoàn toàn bao ship và tất cả máy của bên em này đều bảo hành 6 tháng cho anh em. Nên là cứ yên tâm. Vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn nhau những video tiếp theo nha.